Đây, hôm nay em review cho anh em cái loại bát súp mà bích mỏng và cái loại bát súp và bích dày cho các bác chọn. Đấy, nếu mà để nói giờ xếp ở trên thị trường thì các bác lại xem thì lại hoa hết cả mắt mà lại đau hết cả đầu. Không biết là cái loại nào xịn. Các bác nhìn thực tế ngày hôm nay em so sánh một loại giá trị của nó rẻ có hơn 2 triệu thôi, và một loại giá trị cao của nó hơn 4 triệu một chút, thì các bác chọn cái mẫu nào nhé. Ở trên thị trường thì nó cũng có cái loại nón sần này, nhưng mà nó không cùng chủng loại bên cửa hàng của em. Thì các bác nhìn kỹ cho em, đấy, để tránh tình trạng là bị nhầm lẫn nhé. Đây, cái màng của nó đây các bác nhìn này. Cái màng của nó là màng đen mờ nhé, chứ không phải sơn dầu bóng gì cả. Lúm sần và rất là cứng luôn. Trông cái loa nó khỏe, gân ba gân. Và cái màng nó sần rỗ như cái tổ ong, đúng không ạ? Đầu tiên em review cho anh em cái màng trước, mặt trước và mặt sau. Cái xương thì giống nhau rồi, xương giờ xếp lúc nào cũng giống nhau. Đây, cái màng này là sơn dầu bóng, là cái loại rẻ đây, gân ba gân. Còn cái màng này thì nó trơn, nó chỉ hơi độ nhám sần một chút thôi, nó trơn. Còn cái này sần rỗ như cái tổ ong, đấy, thấy chưa? Các bác nhìn sần rỗ nhá, đấy, tránh tình trạng mua phải lúm sần khác ở trên thị trường nhá. Đấy, đít của nó từ 220-100 lít, bác có đôi 46 cái lỗ để tạo khí tạo nhiệt. Không có nhiều bác xem cái lúm sần khác ở trên thị trường lại bảo là nó bán có hơn 3 triệu. Em nói rõ luôn cho anh em cảm thấy tin tưởng cửa hàng mua. Còn các bác quan tâm đến cái bích lỗ đây này. Thứ nhất là cái màng lúm, và thứ hai cái bích lỗ này. Cái bích lỗ này của em này, đặt vừa ngón tay trỏ chưa. Đấy, bích dày nhá. Các bác nhìn thấy cái bích này dày chưa, nó khủng chưa. Còn cái bát này này, bích nó mỏng chưa. Đấy, hàng cao cấp là bích dày. Các bác cứ để ý mấy các loại loa mà dày dặn thì nhìn nó rất là chất lượng. Từ 220-100, công suất đều là 800W. Thì hôm nay thì em so sánh cho tất cả các bác một loại rẻ và một loại đắt. Thì các bác em nói luôn, các bác lắp loa kéo hoặc lắp karaoke gia đình với cái con bát này thì đánh súp vẫn cực kỳ ok. Còn nó nếu như anh em mà dùng sự kiện hay đánh DJ, muốn công suất nó lớn và hay đánh DJ, em nhấn mạnh là hay đánh DJ nhá. Nếu DJ gì mà dí vào nhá, hoặc là đánh óc nhá, loa phải cao cấp thì đánh nó mới bền.